Xe lên rút định cư rồi. Ok. Được chưa? Ok. Hello, chào mừng các bạn đến buổi livestream của chứ nói chung là tụi mình muốn chia sẻ về luật di trú, những cái vấn đề mà các bạn quan tâm ngày hôm nay. Giới thiệu với các bạn, mình tên là Justin. Dạ, mình tên là Annie. Tụi mình là hai thành viên của hội đồng các chuyên viên tư vấn di trú được cấp phép về tư vấn di trú của Canada. Thì dạo gần đây thì tụi mình thấy là hình các bạn post hình tốt nghiệp trên Facebook rất là nhiều, cho nên là mình nghĩ ngày hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề mà chắc có lẽ là rất nhiều bạn quan tâm, đó là làm thế nào để mà chuẩn bị một cái hồ sơ post graduation work permit, có nghĩa là xin cái hồ sơ xin phép làm việc sau khi tốt nghiệp á, để mà hoàn hảo nhất. Đặc biệt là vài tháng vừa qua là nó có những cái thay đổi cũng khá là lớn và mà có thể là sẽ ảnh hưởng nhiều đến các bạn. Thì trước mắt thì để cho Andy có thể chia sẻ một tí về những cái thay đổi đó. Nó có một số những cái thay đổi căn bản so với các bạn, tại vì vừa livestream vừa nhìn vô cái màn hình nhìn nó chậm. Có một số những cái thay đổi lớn về post-graduate permit. Ví dụ như hồi trước đó, các bạn học xong là các bạn sẽ có 90 ngày, là 3 tháng kể từ cái ngày học xong để mà mình có thể đăng ký xin cái post-graduate permit, giấy đi làm sau tốt nghiệp. Nhưng mà thời điểm bây giờ là cái thời gian nó đã được tăng lên tới 150 ngày để cho các bạn có thời gian nhiều hơn để chuẩn bị. 180 ngày dạ, sau 6 tháng lên 180 ngày. Cái đó nó cũng là một cái điểm lợi, nhưng mà cũng sẽ là một điểm hơi confused đối với các bạn. Có nghĩa là trong cái thời điểm mình đợi đó, trong cái thời điểm trước khi mình đợi cái post-graduate permit đó, các bạn phải đảm bảo là mình có legal status ở trong Canada. Còn nếu như vậy thì anh biết là thông thường cái study permit của mình đúng không? Là nó cấp cho mình tới ngày học xong, thông thường là cộng thêm 90 ngày nữa. Còn bây giờ nó cho mình 180 ngày thì cái gap giữa cái 91 ngày tới cái ngày 180 thì như thế nào? Dạ, cái đó một là mình post-graduate permit trước khi nó hết hạn. Dạ. Hai nữa là mình có thể đổi cái status của mình từ student đổi ngược lại thành visitor. Rồi sau đó khi trong khi đợi của visitor mình có thể đổi ngược lại thành của work permit. Có nghĩa là at one point in time các bạn không có được để cái status của mình là không có một cái gì hết. Vậy thì có nhiều bạn hỏi mình là nếu mà mình không muốn ở bên Canada, mình đi về Việt Nam, mình về đây mình xin cái work permit post work permit ở ngoài nước được không? Dạ được chứ. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi mình nộp từ ngoài nước, nộp tại Việt Nam đi, ví dụ như vậy đi, cái thời gian xét nó lâu kinh khủng lắm cả. Thành ra là nếu mà mình có được cái cơ hội hoặc là mình tận dụng được cái thời gian mình nộp trong Canada thì mình nên nộp từ bên trong, nó sẽ dễ dàng hơn. Đợt vừa rồi mình làm hình như là 5-6 tháng, luôn, 6 và tháng phần lớn là về Việt Nam thì mình phải khám sức khỏe lại. Yeah. Tại vì work permit ở ngoài nước thì họ xếp chung, mình vừa làm họ vừa xếp chung với post grad work permit kèm theo những work permit của vợ chồng và những cái work permit bình thường khác, cho nên là cái hồ sơ nó bị rất là chậm. Yeah. Processing time ở Việt Nam là nó dao động khủng khiếp lắm, từ 33 tuần nó có thời điểm nó nhảy lên 43 tuần. Bây giờ hiện giờ nó đang xuống lại còn 33 tuần. Hôm nay các bạn lưu ý ha. Vậy thì đối với các bạn học những ngành mà postgraduate mà có 1 năm thì bây giờ làm cách nào để các bạn ấy xin được cái postgraduate 3 năm, cái work permit 3 năm? Dạ không, chắc không được 3 năm đâu. Trừ trường hợp là các bạn học cái chương trình, học hai cái chương trình post liền kề với nhau phải finish trong vòng 2 năm thì các bạn mới có thể xin được cái postgraduate permit 3 năm. Nhưng mà được một cái gì nè anh, tại vì thường thường á, khi mà mình học xong, thứ nhất là khi mà mình nộp lên xin cái post-graduate permit, processing time của nó là khoảng, hình như hiện giờ là khoảng đâu đó 9 ngày, khoảng 3 tháng đi ha. Thì cái thời điểm mà các bạn ngồi đợi đó, kể từ cái lúc bạn nộp cái post-graduate permit application lên là bạn đã được đi làm full-time rồi, mình không có cần phải đợi cái giấy đó về, thì nên nó cũng khá là, nó sẽ mua thêm được thời gian cho các bạn đâu đó khoảng 2-3 tháng. Có nghĩa là
các bạn nào học chương trình có 1 năm thì khi mà mình gửi hồ sơ, hoặc là bất cứ bạn nào khi mình gửi cái hồ sơ post graduation work permit đi, thì kể từ cái ngày bạn gửi đi và nhận được cái confirmation của mình sở di trú là họ đã nhận được hồ sơ của bạn, thì các bạn được phép đi làm full time, đúng không? Và cái kinh nghiệm đi làm đó nó sẽ được tính vào trong cái kinh điểm tích lũy kinh nghiệm để các bạn xin định cư sau này. Một hai tháng có lẽ nó không có giá trị gì mấy đối với những các bạn học chương trình 2 năm, nhưng mà đối với các bạn học post grad mà 1 năm á, một vài tháng đó nó có thể rất quý báu, đúng không? giá trị vô cùng. Điều đó dẫn mình nói tới một câu nữa là dạo này có nhiều bạn muốn nhanh, cho nên là người ta đi, anh gọi cái từ là quàng cột cờ, là đi flagpole. Thì cái suy nghĩ của em suy nghĩ thế nào về cái flagpole đó? Dạ, thì thật sự mà nói những khách mà ví dụ khách của các bạn học sinh mà từ Mỹ, có quốc tịch Mỹ hoặc là những quốc tịch từ những nước lớn, thì em mới khuyên là nên làm như vậy. Nó cũng là một hình thức đúng chứ không phải sai, nhưng mà cái officer, CDSA officer ở biên giới đó, người ta không có nhiệm vụ là người ta, dạ đúng rồi, người ta không thích và người ta không có nhiệm vụ là người ta phải process những cái đó cho mình. Thành ra nếu mà mình có cái lựa chọn giữa cái việc nộp ở trong nước và mình đi flat hole, mình nộp ở trong nước thì mọi thứ nó sẽ process, nó sẽ dễ dàng hơn. Chứ mà mình đi xuống biên giới, người ta có quyền từ chối, người ta bảo là ok phải đi vô nộp lại từ phía trong, thì lúc đó các bạn sẽ trong hệ thống các bạn sẽ bị một cái nốt là đã từng đi xuống flat hole nhưng mà hệ thống không cho phép, ví dụ như vậy. Tại vì đối với mình á, đối với các bạn các bạn hiểu là cái tụi ở ngay cửa khẩu là những người đó là những người hải quan, và cái người mà xét hồ sơ cho mình đó là bên di trú. Thật sự ra cái trách nhiệm xét hồ sơ là trách nhiệm của sở di trú, hải quan vẫn có quyền nhưng mà đó không hẳn là cái trách nhiệm của nó. Cho nên là khi các bạn cầm hồ sơ xuống dưới cửa khẩu á, họ thật sự họ không thích. Mình cảm giác là họ không thích, cho nên là đặc biệt những bạn nào mà hay đi những cái cửa khẩu mà đông như là Nagaforce này, họ là cái khả năng mà bị đuổi về rất là cao. Họ giới hạn lại cái thời gian để cho mình đi flat hole. Một cái nữa là khi mình xuống đó mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh, cho nên là có những cái gì mà mình không chuẩn bị kỹ, khi mà mình lỡ cái gì sai sót họ sẽ nốt trong hồ sơ. Tại vì mình đã từng gặp những hồ sơ đi flat hole rồi, và officer ở dưới cửa khẩu người ta nốt những cái nốt rất là có ảnh hưởng, rất là kiểu như negative cho cái hồ sơ sau này. Cho nên là nếu các bạn đi flat hole mà lỡ không thành công, thì tới khi mình gửi hồ sơ cho sở di trú thì họ sẽ đọc những cái nốt đó, thì nó sẽ ảnh hưởng hồ sơ postgrad của các bạn rất là nhiều. Một cái nữa thì giống như nãy giờ tụi mình nói là khi các bạn gửi hồ sơ đi thì các bạn có cái được phép đi làm, cho nên cái điểm tích lũy đó một vài tháng mà trong khi chờ đợi xét hồ sơ đó nó cũng rất là quý báu cho những bạn nào mà cần cái khoảng thời gian đó. Tại vì những bạn học 1 năm chưa chắc gì các bạn học xong ra là bạn có thể đi kiếm việc làm được liền. Cho nên là một vài tháng nó cũng khá là quý báu. Như có mấy bạn cũng có câu hỏi đó, đổ chữ nhanh. Nếu có bằng cấp của các nước nói tiếng Anh thì có cao điểm hơn bằng cấp của Việt Nam không ạ? Trước xíu mình. Còn vấn đề gì về postgrad work permit mà mình cần phải nói không ạ? Những cái xuống thoại tham học đó anh nêu lại cho các bạn, các bạn có thể tổng hợp lại. Có nghĩa là khi các bạn xin post graduation work permit thì họ officer họ sẽ xem xét lại cái quá trình học tập của mình, là trong khoảng thời gian 2 năm hay là 3 năm vừa rồi các bạn học như thế nào. Các bạn phải học full time và họ chỉ cho phép học kỳ cuối cùng. Ví dụ như là ở trong cái năm đó, trong cái xuyên suốt học kỳ đó các bạn học hết các môn rồi, tới cái học kỳ cuối cùng bạn chỉ còn 2 hoặc 3 môn thôi thì các bạn không có full time cái học kỳ cuối nữa. Thì đối với di trú họ vẫn cho phép cái học kỳ cuối các bạn học part time, nhưng mà những cái học kỳ trước á là bắt buộc các bạn phải giữ cái trạng thái là full time. Full time trừ những cái schedule break, ví dụ như tới mùa hè thì các bạn mùa hè thì chắc nhà cũng phải nghỉ học, nghĩa là trường cho phép các bạn nghỉ thì các bạn có thể nghỉ. Điều này cũng là một cái mà các bạn hay là hỏi tụi mình lắm. Cái schedule break các bạn cứ nhớ là trường theo cái lịch nghỉ của trường cho phép nghỉ thì các bạn được nghỉ. Giống như các bạn học từ tháng 9 cho tháng 4 thì tới tháng 5 và tháng 8 á, 4 tháng đó các bạn được phép nghỉ và các bạn không cần phải làm gì hết, không có cần phải đi về nước hay là học chống gáp hay là những cái đó. Tại vì nhiều bạn sợ xong không gọi hỏi tụi mình là như vậy có phải là tụi em phải đi về nước hay không? Không, tại vì cái đó là cái mùa hè của mình mà mình vẫn được nghỉ, mình có
thể đi làm full time với các bạn đang học chính thức. Dạ, đúng rồi. Thôi bây giờ mình nói qua tới phần Express Entry đi ha. Là cái một cái chương trình, một cái hệ thống định cư dành cho các bạn du học sinh, và nhất là thời điểm bây giờ các bạn vừa mới tốt nghiệp cũng khá là đông, cho nên cái hệ thống Express Entry, nhất là Canadian Experience Class ấy, là có rất là nhiều bạn hỏi, cho nên là nhờ anh recap lại thông tin cho các bạn đấy. Thật sự ra anh nghĩ là cái Express Entry này thì đối với các bạn du học sinh đã qua bên đấy học một thời gian rồi thì sẽ nắm khá là rõ những cái căn bản. Thì các bạn căn bản nhất là các bạn cần phải có kinh nghiệm đi làm ít nhất là 1 năm, và cái kinh nghiệm đó nó phải nằm trong cái NOC, là cái hệ thống xếp loại ngành nghề của Canada, NOC 0, NOC A hoặc là tệ nhất là NOC B. Ngoài ra thì cái điểm tiếng Anh cũng là cái điểm mà cũng là then chốt để mà đánh giá cái profile, cái điểm profile của các bạn. Ngoài ra thì họ sẽ tính về cái trình độ học vấn của mình, nếu mình có những cái bằng cấp ngoài nước, bằng cấp trong nước, rồi ngoài nước ở đây là ngoài Canada, trong nước là trong Canada, và điểm tuổi, ví dụ như điểm là như là điểm mà đẹp nhất là chắc từ 21 tới 29. Dạ, 21 tới 29. Bắt đầu từ 30 cho đi là họ đã trừ điểm dần dần, như lên tới 40 mấy là 49 là không còn điểm nữa về cái vấn đề tuổi. Đối với các bạn du học sinh thì theo như anh nghĩ, đối với bạn du học sinh mà học 2 năm ở Canada ra đi làm 1 năm thì anh nghĩ là khó để mà qualify vào được cái điểm bóc hiện tại. Tại vì hiện tại á, 2 lần bóc gần nhất là 407 và vừa rồi là 465. Trước đó thì nó nằm ở tầm 440, 450. Thì ở một cái bạn như học sinh mà học 2 năm ra mà đi làm 1 năm á, thì chắc điểm nó tầm ở chừng 420, 430. Với điều kiện là tiếng Anh đâu đó các bạn khoảng 6.6.5. Các bạn muốn tăng điểm thì chỉ có cái hệ thống tiếng Anh đó thôi, IELTS, để mà các bạn tăng thôi, chứ còn còn một cái nữa là LMIA, các bạn có thể xin LMIA. LMIA là cái sự hỗ trợ của cái người chủ, ví dụ người chủ của bạn, người ta thấy bạn làm việc được thì người ta nói với bên Bộ Lao động là họ còn cái người này, nhưng mà họ phải chứng minh được với Bộ Lao động là họ không kiếm một cái người Canadian hoặc là cái người permanent resident nào khác thay thế công việc của bạn, thì họ sẽ chấp thuận cho cái LMIA đó. Một khi các bạn có được LMIA đó thì các bạn được cộng thêm được 50 điểm. Và cái này cũng là một trong những cái lỗi mà các bạn hay gặp phải trong cái profile Express Entry của mình á. Tại vì nhiều bạn đọc thấy là nó hỏi là mình có valid job offer hay không, thì những bạn đang đi làm mình nghĩ cái mà mình đang đi làm đó là cái valid job offer. Thật sự ra là nếu như các bạn chưa có cái LMIA đó thì cái câu hỏi valid job offer các bạn phải đánh là no. Thì nó tại vì khi bạn đánh yes nó cộng vào 50 điểm, và nếu mà tới khi mà nào sẽ không có thì các bạn sẽ bị sai. Nó không đúng với những cái gì mình sai này, mình khai ngay từ đầu. Ngoài LMA, ngoài tiếng Anh thì còn những cái điểm gì nữa mà các bạn có thể làm để mà làm cái hồ sơ Express Entry mà nó đẹp hơn? Dạ, thì cái hồ sơ Express Entry nó dựa vào thứ nhất là điểm tuổi, học vấn. Cải thiện học vấn cũng là một cái yếu tố để mà mình có thể tăng điểm. Nhất là đối với những cái bạn học Postgraduate Certificate đó, thì những cái bạn đó thường thường là đã có một cái bằng ở ngoài Canada rồi, thì các bạn có thể làm ECA, làm chuyển đổi cái bằng đó để mình có thể cộng thêm điểm. LMA như Tuấn Anh vừa giải thích, nếu mà các bạn mà có anh chị em mà đã là PR hoặc là citizen thì các bạn cũng có thể được cộng điểm ở trong cái tỉnh đó, tất nhiên. Cái chỗ mà anh chị em này, các bạn lưu ý một điểm là anh chị em phải là người có PR hoặc có quốc tịch và phải đang sống ở Canada nha. Chứ còn nếu như các bạn có anh chị em mà có quốc tịch nhưng mà về Việt Nam sống và làm việc ở bên này thì sẽ không được cộng cái điểm đó. Dạ đúng rồi. Tại vì cái hệ thống đó các bạn, hồ sơ này mình đọc nhiều cho nên nó rất là nhiều trường hợp đó. Anh chị em xong rồi cái chính phủ lại yêu cầu mình là phải nộp cái employment proof, current employment proof của những anh chị em đó để chứng minh được là họ đang ở trong Canada, họ đang làm việc vẫn như bình thường. Nếu không có cái đó cũng là một vấn đề. Bây giờ mình nói tới vấn đề là các bạn đã hồ sơ các bạn gần đủ rồi, để trước khi chuẩn bị cho cái hồ sơ mà khi mà nó bóc trúng thì các bạn biết là khi mà cái hồ sơ mình nó bóc thăm trúng thì mình chỉ có 60 ngày để mình nộp cái hồ sơ Express Entry thôi. Thì trước đó thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì để mà mình làm cái hồ sơ để cho nó hoàn hảo nhất? Dạ, lý lịch tư pháp. Lý lịch tư pháp là cái mà nó mất thời gian nhiều nhất, cho nên các bạn canh thời gian, nếu mà cái điểm của mình nó nằm đâu đó trong cái
trong cái khả năng mà mình được mời, được gửi IT invitation to apply thì mình tranh thủ mình làm cái full certificate, giấy lý lịch tư pháp số 2 từ Việt Nam trước để mà mình có thể thu xếp. Tại vì cái giấy đó nếu mình nộp hình như nó cũng mất gần cả 3 tháng để phải tính luôn thời gian mà chuyển về giữa Việt Nam Canada đó. Có một cái khó khăn là cái lý lịch tư pháp đó là phần lớn họ không có cho mình, không cho người thân đi làm giùm, thậm chí ba mẹ mình lên họ cũng không cho pick up giùm, cho nên là các bạn phải chuẩn bị cái lý lịch pháp số 2 ở Việt Nam. Những bạn, đối với những bạn nào mà qua Canada sau khi 18 tuổi thôi, còn nếu các bạn qua học high school bên Canada rồi, qua đặt chân xuống Canada trước khi 18 tuổi, trước khi tròn 18 tuổi thì bạn không cần lý lịch pháp số 2, nó chỉ cần những bạn nào sau 18 thôi. Vấn đề về bằng cấp, giống như nãy giờ Dương nói những cái bạn ở nước ngoài thì mình phải gửi đi những tổ chức nào đúng không? Dạ, West, cái phổ biến nhất là West có khoảng 2-3 cái tổ chức khác nhau được chính phủ công nhận. Thì cái West là cái được mọi người biết đến nhiều nhất. Ở trong US, các bạn có thể tìm cái đó để làm chuyện đó nào. Nói cái chỗ này thì mình có một cái kinh nghiệm chút xíu mình muốn chia sẻ là các bạn phải nhớ lại là hồi lúc nào mà sau du học các bạn khai các bạn đã học cái gì nha. Tại vì có rất nhiều bạn, đặc biệt những bạn mà xin qua cái đợt vừa rồi mà xin qua học postgraduate á, thì có những bạn đã thạc sĩ ở đây rồi và khi đi khai bộ sơ du học mình không khai cái bằng thạc sĩ đó bạn. Sau 2-3 năm đi học bên đó thì mình quên là mình đã từng không có khai cái đó vô. Quên. Và mình không nhớ là trong cái hồ sơ du học trước hoặc là lúc đó cái người nào là hồ sơ này người ta không có nói, mình không có nhớ đi. Xong là mình nộp cái hồ sơ thạc sĩ vào trong cái hồ sơ SPNQ, cho đó là sẽ bị ảnh hưởng hồ sơ của bạn rất là lớn. Tại vì nó giống như là khai mang. Dạ. Yeah, ban đầu mình giấu cái master đó. Còn những cái bạn mà có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài thì mình có kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài thì thứ nhất là tùy nước, nhưng mà đa số những cái trường hợp như vậy thì các bạn có thể dùng những cái, thứ nhất cái hợp đồng cũ, thứ hai là những cái bảng lương cũ. Các bạn cũng có thể xin cái employment verification, cái thư xác nhận là mình đã từng làm công việc ở đó. Cái công việc của mình là cái gì, mình có thể nhờ, thứ nhất là nhờ HR hoặc là nhờ những cái người chủ cũ mình có thể ký vô trong cái tờ đó cho mình. Nó có nhiều cái để mà mình có thể chứng minh được cái kinh nghiệm làm việc đó. Thật sự ra nhiều khi cái hợp đồng lao động ở bên Việt Nam mình á viết rất là chung chung, thì làm sao để mà mình có thể match được giữa cái hợp đồng lao động với cái nóc để cho mình biết là cái bạn nó đã từng làm công việc thuộc cái nóc đó. Dạ, yeah. Thì cái đó nó gọi là employment verification, là mình có thể xin một cái thư từ một người chủ cũ, họ xác nhận cho mình là ABCD những cái công việc này là mình làm trong cái thời điểm mình làm tại Việt Nam trong cái công việc đó. Thì lúc đó chủ yếu là nhờ những cái mối quan hệ để mình có thể chứng minh được cái chuyện đó thôi. Còn cái đó cũng có thể giải quyết. Còn trường hợp công ty phá sản thì sao, hoặc là job, hoặc là cái người sếp cũ người ta. Không, hai cái chuyện khác nhau nha. Cái chuyện phá sản là một người chủ đó không còn. Thật sự anh gặp một vài trường hợp không phải là phá sản mà là công ty nó sáp nhập vào. Có nghĩa là cái người học sinh của mình, người ta làm cái công ty này bây giờ nó sáp nhập thành một công ty mới rồi, thì cái công ty đó không còn cái pháp nhân nữa. Thì bây giờ họ làm sao, họ hỏi là làm sao để mà chứng minh được cái kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm làm việc, dạ. Thì em nói cái trường hợp bên em, tại vì nó cũng đã có như vậy, đã từng xảy ra tại Việt Nam, cái chuyện đó rất là bình thường. Cái bạn đó thường bên mình sẽ coach cho bạn là phải lấy được cái thư xác nhận của cái người chủ cũ, cho dù cái người chủ cũ là không có còn làm cái công việc đó nữa, nhưng mà cái chữ ký và cái contact, cái email hoặc là cái số phone liên hệ với cái người đó vẫn rất là rõ ràng, để khi chính phủ Canada người ta thắc mắc thì họ có thể liên hệ với lại cái người chủ đó. Cái đó nó vẫn work đó, nó vẫn chấp nhận đó. Còn bên Tuấn Anh, em không biết là anh dùng cái gì để anh có thể thay thế cái loại đó của mình đó. Thông thường mình có thể sử dụng, nói chung là tùy vào cái tình huống người ta. Có những người là không còn cái gì nữa thì mình có thể là mình kiếm lại những cái email cũ chẳng hạn, hoặc là những cái business card, cái card visit cũ mà người ta có, những cái gì mà có thể chứng minh được là cái người đó đã từng là sếp của mình và họ có thể verify được cái kinh nghiệm làm việc của mình. Khi mà mình đưa những cái email cũ ra, có một cái rất là nhắc các bạn, khi đưa email cũ, những cái gì mà liên quan tới công việc, các bạn phải make sure là cái thông tin ở trên đó nó không violate cái confidentiality của công ty ha. Tại vì đã từng có một trường hợp như thế này bị đánh rớt EE cũng chỉ vì là đưa những cái thông tin quá personal. Dạ, chắc có một số bạn post câu hỏi, chắc mình trả lời từ từ đi ha.
Em có thể đọc hỏi của bạn. Có một vài bạn hỏi những câu hỏi liên quan tới postgrad work permit thì em đọc trước một câu ha. Có một bạn đang học ở chương trình 2 năm ở Bell Valley, nhưng mà bạn nói là bạn lỡ rớt một môn nên là phải học duy nhất một môn đó ở học kỳ cuối thôi mà học part time, thì như vậy để có ảnh hưởng gì trong cái việc bạn xin postgrad work permit hay không? Cái này vừa rồi anh chị cũng vừa có giải thích đó, là nếu xuống part time ở kỳ cuối với cái mục đích là chỉ để học để cho mình đủ cái credit mình tốt nghiệp thì cái chuyện nó không thành vấn đề, không ảnh hưởng tới cái chuyện xin postgrad work permit. Cảm ơn chị Annie. Ngoài ra thì còn có một bạn nữa, bạn này nói là bạn đã có postgrad work permit rồi, bây giờ bạn muốn học tiếp thì sau khi học xong thì bạn có được xin lại postgrad work permit một lần nữa không? Dạ không. Cái này là một cái mà các bạn cần phải lưu ý ha, có nghĩa là nhiều bạn bị cái lỗi này rất là nhiều, là post graduation work permit họ chỉ cấp duy nhất một lần trong cuộc đời của học sinh thôi, họ không cấp lại lần thứ hai. Cái trường hợp duy nhất mà họ có thể gia hạn thêm chỉ là khi các bạn xin cái post graduation work permit lần đầu á mà cái passport của bạn không đủ 3 năm thì họ sẽ cho các bạn gia hạn cho tới tối đa đủ 3 năm. Ví dụ như các bạn, khi các bạn nộp hồ sơ bây giờ là 2019 mà passport của bạn có tới 2020 chẳng hạn, còn 1 năm nữa thôi, thì khi cấp cái work permit họ sẽ cấp cho tới 2020 và họ sẽ nốt trên work permit đó là khi nào có passport mới thì mình có thể extend thêm 2 năm nữa. Thì đó là cái trường hợp duy nhất các bạn có thể extend cái post graduation work permit thôi. Còn nếu như đã học 1 năm mà ra xin được work permit rồi và quay trở lại đi học thì không bao giờ xin lại được nữa. Nên cái chuyện đó mình phải lên kế hoạch dữ dội lắm. Và cũng nhắc luôn, không biết nãy mình có nói chưa, cái vấn đề mà học, có nhiều bạn không muốn học một cái post xong rồi muốn học một cái post nữa đó, thì phải lưu ý một điểm là để mà xin được cái 3 năm á, hai cái chương trình post đó nó phải hoàn tất trong vòng 2 năm. Có nghĩa là gần như các bạn học xong chương trình là bạn phải bắt đầu chương trình mới ngay lập tức, để cho khi các bạn phải tốt nghiệp hai cái chương trình đó trong khoảng thời gian là 2 năm. Nếu như khi các bạn học xong cái chương trình post thứ nhất rồi các bạn nghỉ một 5-7 tháng sau bắt đầu mới vô chương trình post thứ 2, thì khi mà xong cái chương trình thứ 2 thì nó đã quá cái 2 năm rồi. Cho nên các nhiều bạn không biết cho tới khi apply và nó cấp cho đúng 1 năm, và lúc đó mình không có gì mình cãi được tại vì luật nó rất là rõ. Tham khảo cái luật đó trên trang web của sở di trú thì họ ghi rất rõ ràng các bạn phải hoàn tất cái chương trình, hai chương trình trong vòng 2 năm. Còn một câu hỏi nữa mà có lẽ là các bạn sinh viên trong cái thời gian mà học xong mà xin postgrad work permit thì rất là hay hỏi, là trong cái thời gian mà xin như vậy thì các bạn có được đi làm hay không, part time hay là full time? Postgrad work permit một khi mà giống như nãy giờ mình có chia sẻ là một khi các bạn đã gửi hồ sơ đi thì các bạn được đi làm full time, và kinh nghiệm đó nó sẽ tính vào trong cái kinh nghiệm mà để mình cộng cho cái điểm tích lũy cho cái express entry sau này. Nhưng mà các bạn khi mà học xong nhưng mà chưa có gửi đi thì các bạn vẫn được phép đi làm, nhưng mà chỉ được đi làm tối đa 20 tiếng một tuần thôi chứ không được đi làm full time cho tới khi nào các bạn gửi cái hồ sơ post work permit, post graduation work permit đi và họ gửi một cái confirmation là họ đã nhận được. Và ở đây cũng mình cũng chắc cũng nhắc thêm là mới hồi cách đây vài tuần thì họ đã ra một cái luật mới về cái vấn đề là nộp hồ sơ, có nghĩa là hồi trước thì mình có nghĩa là có cái sự lựa chọn nộp giữa hồ sơ giấy hay là nộp online. Gần như bây giờ là tất cả những cái liên quan tới gia hạn, extension này, hoặc là xin post graduation work permit này là trong Canada đó là mình bắt buộc phải nộp online, cho nên là các bạn lưu ý điều đó. Có một câu hỏi cũng anh tên là Hiền Lê, anh này hỏi về LMIA work permit, thì hiện tại anh đã đi làm cho một chủ có LMIA và bây giờ anh muốn đổi công việc. Em đọc từ trên xuống cho con mạnh, chứ giờ em đọc chính giữa rồi lát nữa hay nhớ câu nào trước câu nào sau cả. Cô đổi tiếng lên trước. Sao rồi chị, cái này là về express entry đúng không? Cái câu post câu nào cũng được, em cứ đọc câu hỏi lên thì mình sẽ trả lời câu của các bạn thôi chứ có gì đâu. Câu cô đổi tiếng lên đó, nếu có bằng cấp thì em kéo lên hết lên trên cùng đó. Bạn Linh này hỏi là khi mà có bằng cấp của các nước như là Anh, Mỹ hoặc Úc thì có được lợi thế điểm cao hơn là bằng Việt Nam hay không? Tùy loại bằng, có nghĩa là khi mà mình gửi cái bằng của mình đi vô trong West để cho người ta làm assessment á, thì thường nếu như Mỹ mình không cần West này, để em verify là nếu như anh nghĩ là nếu trong những bằng cấp trong Bắc Mỹ mình không cần West. Tại vì vừa rồi em cũng có một hồ sơ express entry từ Mỹ là mọi thứ vẫn làm theo West. Thì Canada mới chấp nhận, mà anyway là những cái bằng của Việt Nam á,
theo kinh nghiệm của em là cái bằng 4 năm bachelor của Việt Nam mình vẫn được quy đổi ra là 4 năm của Canada, chứ không phải là mình bị mất năm như hoặc là mình bị xuống cái level đâu, các bạn đừng có lo. Đa số nha, chứ mình không dám nói là tất cả mọi bằng của Việt Nam đều như vậy. Cho nên bằng Mỹ, Úc, Anh hay là của Việt Nam, miễn là nó nằm trong cái hệ thống chính thống, chứ không phải là một cái trường tư, trường mà nó không có phải nằm trong cái hệ thống của chính phủ chẳng hạn, thì mình có thể an tâm về cái mức độ chuyển đổi bằng. Khi nãy mà anh chị nói về cái việc mà đi flatbow á, thì có một bạn hỏi là những cái việc đi như vậy á, thì cũng có nhiều người họ khuyến khích đi, nhưng mà đi như vậy thì nó giống như là tỷ lệ 50-50 có đúng không ạ? Thật sự ra nó cũng không có 50-50, nếu như các bạn mang đầy đủ giấy tờ và chuẩn bị tinh thần là xuống đó họ sẽ hỏi các bạn những câu hỏi, mà nếu các bạn nói chung là không có gì phải giấu giếm thì cũng không có gì phải sợ. Chỉ có cái điều flatbow là nếu như đi ở những cái cửa khẩu mà đông như là Niagara Falls á, thì cái khả năng họ sẽ đuổi về rất là cao, tại vì nhiều khi mình xuống họ đông quá họ hết chuẩn. Có nghĩa là mỗi ngày theo kinh nghiệm mình đi lần trước á, là mình xuống lúc đó nó chỉ một, ví dụ như sáng là 8 giờ nó mới mở cửa nó giải quyết cái vấn đề đó, nhưng mà 6 giờ nó cho mình xếp hàng, nhưng mà ví dụ mình xuống mà trễ quá nó nhận đủ bao nhiêu người rồi nó không cho mình nhận, thì nó đuổi mình lại về, mình lại phải đi lại. Và mỗi lần như vậy thì mình phải đi qua bên Mỹ và mình bị từ chối Mỹ xong mình mới quay trở về, thì thật sự là mình không thích như vậy. Chứ còn flatbow nói chung là cũng tùy vào cái hoàn cảnh của các bạn. Nếu như thật sự các bạn đã hết cần gấp cứu của mình đó để vì một cái vấn đề job hay cái gì đó thì các bạn nên đi flatbow chứ không phải là không nên. Nhưng mà nếu như các bạn chưa có kiếm được job hay là chưa có cái gì đó mà muốn chắc ăn hơn chút xíu thì mình có thể làm bằng gửi bằng hợp đồng hồ sơ online. Tụi mình không có phải là nói là flatbow không được, flatbow vẫn được và tùy vào cái hoàn cảnh của các bạn. Câu hỏi tiếp theo là của một bạn tên là Thu Phạm, thì bạn này hỏi là nếu bạn này học cái ngành không có nằm trong NOC list thì có được apply Express Entry không? Học một cái ngành không nằm trong NOC list, không có cái nào không nằm trong NOC hết á, tại vì cái NOC cái danh sách rất là dài, nó là not zero A B C D, nó rất là dài, chứ không phải là em giải thích em cái những cái level của cái NOC. Tại cái level NOC nó có rất là nhiều, not zero có nghĩa là các bạn học những, sorry, các bạn làm những cái công việc về management, làm supervisor, làm CEO, làm những cái job ở top. Còn đối với những cái not A ấy, là các bạn làm những cái công việc mà nó regulated bởi chính phủ. Ví dụ như là doctor, bác sĩ hoặc là kỹ sư, những cái đó các bạn phải có license để practice được. Còn not B là những cái ngành mà các bạn có thể học diploma ra, những ngành về kỹ thuật, về technician, technologist, những cái đó là not B. Còn C và D là những cái ngành nó cũng hơi thiên về labor work. Tất cả những cái ngành các bạn học không có cái nào lọt ra khỏi cái not C, lọt ra khỏi cái danh sách các ngành nghề hết trơn á. Thành ra mình cũng chưa hiểu lắm. Anh nghĩ cái câu hỏi của bạn là nếu như, anh nghĩ là câu đó là nếu như em học cái ngành, một ngành, nhưng mà ra đi làm một công việc không đúng ngành thì có xin được Express Entry hay không? Nếu như đó là câu hỏi của em thì câu trả lời là được. Có rất nhiều bạn học Hospitality. Phần lớn các bạn hay ở Việt Nam mình là học Hospitality, xong rồi qua đó mới vỡ mộng ra là thứ nhất là ngành du lịch của Canada nó không phát triển được giống như Việt Nam mình. Thứ hai nữa, cái Hospitality, cái công việc bắt đầu của Hospitality nó rất là thấp, thì nó thường nó nằm vào cái NOC-C hoặc NOC-D là những cái lao động phổ thông thôi. Có nghĩa là khi bạn học nấu ăn hoặc là học nhà hàng ra thì chưa chắc các bạn xin một công việc đầu tiên mà các bạn vào làm quản lý được liền. Các bạn sẽ bắt đầu bằng rửa chén, bằng phục vụ, bằng những công việc tay chân bình thường, thì những công việc đó nó nằm ở NOC-C, NOC-D là chắc chắn bạn không có đủ để mà làm. Cho nên là nhiều bạn học xong Hospitality rồi ra mình xin những công việc ví dụ như ra làm bookkeeping trong số phòng văn phòng kế toán, hoặc là làm legal assistant trong cái văn phòng pháp lý nào đó, thì những cái nóc đó nó vẫn nóc B và các bạn nó vẫn apply xin cái xin cho Express Entry được, không có cần phải làm cùng ngành. Cũng về câu hỏi của bạn Thu Phạm này thì bạn hỏi là vậy thì income của một cái business để mà có thể thuê mướn cái người du học sinh đó nó ở mức như thế nào thì mới được ví dụ như Alberta đi thì nó cái nhu cầu
về income của business, người ta sẽ không xét. Tuy nhiên business cũng phải là cũng phải giống như in business cũng ít nhất là 1 năm 2 năm trở lên thì mình nó mới giúp được cái đó. Còn đối với Ontario thì nó sẽ khác. Vấn đề federal thì nó không có, những vấn đề federal. Nếu mà đối với chính phủ, nếu đối với express entry cho liên bang cũng như là cái federal program á, thì thật sự ra nó không có focus về cái business lắm. Có nghĩa là nếu mình không cần cái job offer, dạ, mình không cần bỏ tiền vào trong cái express entry thì mình không quan tâm tới cái chuyện miễn sao là cái người chủ đó họ trả lương cho các bạn đúng và đủ là 12 tháng lương. À, mỗi tuần là ít nhất 30 tiếng và người ta trả lương đúng như bạn, đóng thuế này nọ cho bạn đúng như vậy thì là được. Thật sự ra khi mà làm Express Entry theo dạng Express Entry bình thường á thì không có quan tâm đến người chủ lắm. Nó chỉ cần là người chủ đó họ trả lương các bạn qua chắc đàng hoàng và có giấy tờ khai thuế có record rõ ràng thì là ok. Dạ. Còn đối với tỉnh bang thì khác nha. Tỉnh bang thì đối với Ontario đúng là có cái yêu cầu về income for business. Mỗi tỉnh bang nó mỗi khác. Hoặc là khi mình làm MMA thì nó lại là khác. Dạ. Câu hỏi tiếp theo là của anh Hiền Lê. Thì anh này đã có đi làm theo AMA của chủ. Thì bây giờ anh này hỏi là muốn đổi công việc thì có dễ không khi mà đã tìm được chủ công việc mới rồi? Nếu chỉ là một sự thay đổi thông thường, ví dụ như là công việc này nó cái nhu cầu của người chủ không còn nữa và mình buộc mình phải tìm một cái employment mới để mình giữ cái status của mình trong Canada đó, thì những cái đó, tại vì cái work permit của anh đó, nó nằm chung, nó có cái tên của employer trên đó, thành ra nó là employer specific work permit, anh không có được thay đổi. Thì muốn có một sự thay đổi thì anh phải update lên với Service Canada và mình phải giống như làm lại start the process lại. Nhưng mà cũng có một vài thay đổi gần đây thôi, như cũng cách đây mới có 3-4 ngày em không nhớ rõ. Nhưng mà đối với những người mà có cái LMA work permit mà bị chủ abuse về physical, về mental, tất cả những gì mà nó nằm trong cái khung abuse đó, thì các bạn có thể xin chuyển đổi cái work permit. Mà để mà meet được cái requirement chắc nó cũng phải rất là căng. Cũng căng thẳng đó, là cũng phải có giấy tờ đầy đủ để mình có thể approve được cái abuse. Thật sự là như vậy, thật sự như vậy. Tại vì họ sẽ investigate chứ. Hai câu hỏi liên quan tới Express Entry. Thì bạn này hỏi là nếu mà đã đủ điểm COS rồi và nhận được thư mời thì nên làm gì tiếp theo? Accept invitation. Khi mà các bạn được notice ở trên hệ thống là được các bạn được mời để mình nộp vô Express Entry á, thứ nhất các bạn vô báo accept. Sau đó là mình sẽ có khoảng 60 ngày để mình chuẩn bị tất cả các loại giấy tờ để mình nộp vào trong hệ thống Express Entry. Thời điểm 60 ngày thế vậy chứ nó qua cũng nhanh lắm. Thành ra là mình nhắm cái thời điểm và mình sắp được mời đó, thì mình làm những cái giấy tờ trước, ví dụ như là police certificate trước, tại vì những cái giấy đó nó có hạn, cho nên hoặc là sớm quá thì nó cũng sẽ nhanh hết hạn, cho nên lưu ý cái điểm đó. Vậy trong cái việc mà chuẩn bị giấy tờ để chứng minh cái gọi là employment history của mình á thì cần phải chuẩn bị giấy tờ gì? Như hồi nãy tụi mình có nói đó, là thứ nhất là những cái hợp đồng cũ, thứ hai là những cái bản lương cũ, những email cũ, những cái business cũ, business card cũ, hoặc là ví dụ như nếu mà công ty không còn tồn tại thì mình có thể xin một cái giấy xác nhận từ một cái người chủ cũ đó mà người ta phải đồng ý để email hoặc là contact info của họ để mà chính phủ Canada có thể liên hệ hoặc là như thế nào đó để họ có thể verify cái thông tin mình cung cấp. Nhắc chút xíu là đối với các bạn mà có kinh nghiệm ngoài nước thì mình phải chuẩn bị, mình cố gắng mình xin những cái giấy tờ đó càng sớm càng tốt. Vì những kinh nghiệm cũ đó, tại vì mình không biết là khi nào người ta còn đó, hay là người ta chuyển công tác hay là thay đổi gì với công ty. Còn đối với những cái bạn mà đang đi làm ở trong Canada mà có những kinh nghiệm trong Canada thì nhớ dùm mình là giữ hết những giấy tờ, những cái pay stub các bạn nhận mỗi 2 tuần hay là mỗi tháng các bạn nhận những pay stub trả lương đó, nhớ giữ dùm cho đủ. Tại vì nhiều khi các bạn cứ thấy có tiền xong các bạn quăng hết cái pay stub đó tới lúc mà làm hồ sơ kiếm lại rất là khổ. Nhưng mà thật sự ra trong nước thì mình cần những cái pay stub này. Rồi nếu làm có T4 này thì mình gửi cái T4, rồi cái notice of assessment của mình, những cái giấy tờ để chứng minh là mình có cái đó. Và mình
chuẩn bị thêm là cái reference letter, nghĩa là mình phải nhờ người chủ mình á, người ta viết cho mình cái reference letter. Cái reference letter nó chi tiết hơn cái job letter xíu. Cái job letter là thông thường người ta mình đi mượn tiền hay gì đó thì mình cái người chủ người ta chỉ cần xác nhận là cái anh ở, cái anh này anh làm ở đây từ ngày nào với mức lương bao nhiêu này nọ thôi. Nhưng mà cái reference letter thì họ sẽ ghi chi tiết công việc và làm cái gì. Và cái đó tốt nhất là nên nhắc với cái anh. Dạ, thông thường thì tụi mình khi mà thí dụ bên tụi mình làm á thì mình phải cố gắng mask cái description trên cái job, trên cái reference letter đó với cái not mà các bạn đang muốn apply. Thì nếu như các bạn nào mà cần hỗ trợ trong vấn đề đó thì các bạn có thể liên hệ với bọn mình, thì bọn mình có thể giúp các bạn họ hoàn tất cái hỗ trợ trong vấn đề reference letter đó. Có một bạn tên là James Trương, bạn này hỏi về cách tính điểm kinh nghiệm. Thì bạn này là có 10 tháng làm kế toán và 2 năm 8 tháng làm sales supervisor. Thì điểm kinh nghiệm của bạn này là 3 năm hay là chỉ 2 năm thôi? Tùy chương trình, nếu bạn này nộp theo CEC, có nghĩa là Canadian Experience Class ấy, thì tất cả kinh nghiệm trong Canada, again, nó không rõ nữa là kinh nghiệm này nằm đâu, nằm ngoài hay trong Canada. Thành ra nếu kinh nghiệm này trong Canada mà đi theo cái diện CEC thì các bạn có thể được tính vào, còn vô thì hình như là được 3 năm. Còn nếu mà kinh nghiệm này nằm ngoài Canada mà các bạn chỉ có, lúc đó các bạn chỉ có thể nộp được theo cái diện mà Federal Skill Worker thôi á, thì những cái mà lẽ tẻ như vậy mà nó không có liên quan tới cái not mà các bạn dùng để đăng ký trong cái Federal Skill Worker á, thì các bạn chỉ được tính của cái nào có liên quan thôi. Thành ra nếu ví dụ như bạn có kinh nghiệm làm Sales Supervisor 2 năm 8 tháng thì kinh nghiệm của bạn sẽ tính là 2 năm, tại vì nó không được hình tròn. Câu hỏi tiếp theo là của một chị tên là Thủy Nguyễn. Chị này hỏi là cái việc mà đánh giá bằng cấp qua WES á, thì mình có phải quay về trường ở Việt Nam để lấy transcript và còn siêu hay không? Cái này là hồ sơ mình vừa có, hôm qua có một bạn tụi mình vừa mới giúp các bạn. Đúng là các bạn phải quay về trường để mà mình có thể có cái bản điểm và có cái siêu, nhưng mà cái này thì mình có thể liên hệ với trường bằng một cách nào đó, thì các bạn có thể yêu cầu họ có thể gửi đi được. Mình vẫn biết có một số trường là người ta có thể làm cho mình. Một số trường mình, bạn không có cần phải quay về đây, chủ yếu là bạn nói chuyện với ai trong cái trường đó thôi. Thật sự cái quan hệ là quan trọng nhất. Trong cái vấn đề mà thường gặp khách mà có cần giấy tờ ở Việt Nam thì mình nói là cái quan hệ là cái quan trọng nhất. Thành ra là đó, có thể phải quay về mà cũng có thể không, tùy vào cái mức. Nhưng mà bắt buộc là phải cái siêu. Phải có cái siêu của trường nhé. Thực sự cái đó có cái siêu nó cũng không có khó lắm đâu. Tại vì ví dụ như các bạn cũng lấy bản điểm từ trường về, các bạn bỏ trong cái envelope, xong rồi là mình nhờ lên trên trường mình nhờ người ta đóng cái dấu là cũng có thể ok rồi. Tại vì có một số trường thật sự mà nói người ta cũng không, người ta sẽ không tự tay người ta làm cho các bạn đâu. Nói thực tế nó là như vậy. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Uyên Thu Phạm. Bạn này hỏi là bạn ấy đang học về aesthetics. Vậy thì học xong thì bạn thuộc nhóm C, mắc C phải không? Và như vậy thì điểm để apply sẽ thấp hơn các nhóm A, B phải không? Thứ nhất mình không có biết được là nó gì, tại mình chưa có check. Thì cứ giả dụ là nó C theo như bạn nói đi ha. Thì nó C nó sẽ không có vào vô được cái CEC. Nó sẽ có là Federal Skill Tree. Nhưng mà again, những cái đó mình còn phải coi điểm nó là bao nhiêu nữa. Thường những cái bạn mà học về aesthetic như thế này á, là nó sẽ dựa vào những cái định cư của tỉnh bang. Mình không biết bạn ở bang nào, ở tỉnh nào để mà mình có thể khuyên bạn. Nhưng mà chắc cái này bạn liên hệ riêng đi ha. Tại vì mình phải hỏi thêm một số thông tin nữa. Lại có tỉnh nó chấp nhận cho cái ngành này, mà có tỉnh nó không có chấp nhận. Mình không biết cụ thể thông tin nên mình không dám nói. Bạn hồi nãy hỏi về Bow Valley thì bạn này có một câu hỏi tiếp theo, đó là nếu mà trong thời gian bạn đang apply cái postgrad work permit đó, thì cái study permit của bạn hết hạn thì sao, có ảnh hưởng gì không? Là trong lúc đang đợi nộp rồi, đang đợi và study permit hết hạn thì cái đó không sao cả, anh giải thích cho. Có nghĩa là trong luật của luật di trú của Canada, nó cho nó có một cái điều luật như là 186 thì nó nói là các bạn khi mà gửi một cái hồ sơ xin gia hạn và trong khi chờ cái hồ sơ gia hạn đó được cấp mà cái giấy tờ hiện tại nó hết hạn, thì các bạn có cái gọi là implied status. Cái implied status này nó cho phép các bạn được phép ở trong Canada hợp pháp cho tới khi các bạn có quyết định cuối cùng của cái hồ sơ gia hạn đó. Và nếu như
hồ sơ mình gửi xin study permit, gửi xin work permit, và trong thời gian đó thì cái study nó hết hạn thì các bạn vẫn được phép ở trong Canada và chờ đợi cho tới khi cái postgrad đó có, và không sao cả, không ảnh hưởng gì cả. Câu hỏi tiếp theo cũng từ anh Hiền, là anh hỏi là trường hợp đang làm việc mà có work permit vì lý do cá nhân mà người chủ không cho mình làm việc nữa hoặc mình không làm nữa, thì mình phải làm gì trong trường hợp này? Phải về Việt Nam hay là tìm công việc khác? Này nó cũng hơi cá nhân. Thật sự mà nói thì cũng không nhất thiết phải đi về, nhưng mà chị nghĩ là hiện nay các em liên hệ riêng với chị sau, nhưng mà chị nghĩ là em nên tìm một cái công việc mới để mình có thể lắp vô và mình start cái process lại ngay từ đầu. Tại vì chị cần thêm thông tin, tại vì nếu mà mình có thể khép nó vô được một trong những cái exception để mà mình có thể convert to work permit nó thành một cái gì đó khác, thì mình cũng có thể cân nhắc những cái lựa chọn đó. Thành ra cho chị trả lời câu này sau đi. Bạn Trang Hình có một câu hỏi là thời gian tối đa để mà xin postgrad work permit là bao lâu? Processing time hiện giờ tại mình mới đọc một cái hôm qua là 99 ngày. Con số này nó thay đổi nha, thành ra là mình nói 99 ngày chứ ngày hôm sau hôm trước nó lên nó xuống, mình cũng không thể nào mình... Nhưng mà đâu đó khoảng chừng 2-3 tháng thôi à. Cái thời gian xin cái hồ sơ 99 ngày. Cái thời gian các bạn phải nợ postgraduate work permit là trong vòng 150 ngày. Trong 180 ngày, mình cứ nhầm cái series, trong 180 ngày. Và cái thời gian tối đa học cấp cho cái work permit là 3 năm. Đó là ba cái khoảng thời gian các bạn hỏi. Vậy bạn Trang cũng hỏi tiếp là nếu vậy thì cái khóa ESL mà bạn học đó, nó có được tính vào thời gian học chính thức để xin postgrad work permit không? Dạ không, nó chỉ tính vào cái thời điểm của chương trình chính thôi. Online á, thì có thể đi ra ngoài Canada được không? Có hai trường hợp. Nếu còn hạn của study permit, còn visa thì vẫn đi ra và đi vào được. Nếu đã hết hạn và các bạn đang ngồi ở dưới cái chuyện mà employee status thì tuyệt đối không được bước ra. Tại vì khi employee status, một khi mà bước ra thì cái status đó nó sẽ không còn hiệu lực. Xét Express Entry thì có được tính điểm IELTS Academic hay không? IELTS General, tất cả mọi thứ trong hệ thống Express Entry đó là IELTS General. IELTS Academic là các bạn dùng để mà đăng ký vô trường đó. Các bạn xin Study Permit thì mới dùng cái IELTS Academic. Căn bản là khi Express Entry thì các bạn phải thi IELTS lại. Tại vì cái IELTS nó chỉ có giá trị trong 2 năm thôi, cho nên cái thời gian mình đi học 2 năm bên Canada cộng thêm 1 năm đi làm thì cái IELTS nó không còn giá trị nữa. Cho nên là khi đi thi lại thì bạn nhớ là thi theo dạng general, chứ không thi academic. Bạn James Trương có một câu hỏi về Express Entry. Bạn hỏi là tại sao, có biết nguyên nhân tại sao mà điểm EE gần đây cao đột biến không? Trong tương lai thì những bạn mà điểm từ 450 thì có cơ hội không ạ? Nếu mà anh với chị biết cái tại sao nó tăng đột biến thì chắc không có thể không ngồi đây nữa, mình đó là bộ trưởng bộ y tế rồi. Em nghĩ nó có một vài lý do mà nó là lý do khách quan thôi. Một cái là thứ nhất là thời điểm bây giờ là các bạn bắt đầu tốt nghiệp, thì cái hệ thống những cái người mà ví dụ như thạc sĩ tiến sĩ này kia là các bạn cũng tốt nghiệp cùng một thời điểm như thế này ha, cái chất lượng của candidate trong cái hệ thống Express Entry nó cao lên thì tất nhiên cái điểm nó cao lên, thì cái điểm sàn nó phải như vậy thôi. Có một cái nữa là nó có một cái giai đoạn và cách đây khoảng một tháng, tại vì thường thường nếu các bạn để ý cái hệ thống Express nó draw khoảng 2 tuần một lần, và cách đây khoảng một tháng nó dành cho riêng cái Federal Skill Tree, thành ra nó xuống còn cái 300+ đó, là tại vì nó dành riêng specifically cho các bạn ở cái ngành nghề cái level thấp hơn. Thành ra giống như hệ thống chính của mình nó bị lỡ đi một kỳ, thành ra cái số lượng người giống như nó một của một kỳ trước á khoảng 2,000+, 3,000+ người nó bị động lại, cho nên hiện giờ cái điểm nó đang rất là cao. Nhưng mà mình nghĩ trong thời gian tới thì hết cái đợt cao đó thì chắc là nó cũng sẽ xuống lại.
nếu mà nằm trong mức khoảng 450 thì nó cũng gọi là tính theo thời điểm hiện tại thì cũng là khá an toàn. Tại vì một tháng vừa rồi thì nó bị giống như chị Hương nói, cho nên là cái điểm nó hơi bọt lên một xíu. Yeah. Yeah. À, nếu mà các bạn nào mà theo cái, tại vì cái này nhiều lắm anh ơi, cũng có nhiều bạn theo cái Express Entry 2-3 năm nay nhưng mà mình cải thiện cái điểm nó không được đó, thì mình nên chuyển qua một cái hình thức khác, chứ mình càng đợi thì giống như là cái chất lượng càng ngày nó càng đi lên chứ không chẳng đi xuống đâu, mình nói thật. Cho nên mình nên có một cái backup plan. Ở trong cái danh sách mà mấy bạn đặt câu hỏi trước nó còn không em ha? Cũng còn vài câu. À đây, mấy bạn này cũng có hỏi. Mình trả lời rồi. Anh nghĩ là mình trả lời khá là. À, có một bạn hỏi là nếu học chương trình postgrad với độ dài 1 năm thì xin postgrad work permit nó sẽ như thế nào? Cái độ dài của postgrad thì nó, độ dài của postgrad work permit nó sẽ được bao lâu? Thường thì nó sẽ đi theo cái độ dài mà của cái chương trình được confirm trên cái thư mời nhập học ngay từ đầu của trường. Ví dụ như trường confirm với các bạn là chương trình này nó sẽ là 1 năm thì cái work permit của các bạn nó sẽ là 1 năm. Giả dụ như các bạn học chương trình nó là 2 năm đi, nhưng mà mình siêu sao mình học nhanh chỉ trong vòng 1 năm rưỡi là mình đã xong rồi, thì cái work permit nó cũng sẽ cho các bạn có thể lên đến maximum 3 năm, tại vì nó sẽ căn cứ vào cái 2 năm trên cái LOA ngay từ đầu, regardless là các bạn mất bao nhiêu thời gian để các bạn học cái đó. Nhưng mà again, miễn là các bạn trong cái thời điểm, trong cái giai đoạn học xuyên suốt á, không có cái kỳ nào trừ kỳ cuối là mình xuống part time nha, đó, mình phải nhớ cái yêu cầu của mình cái đó. Ok, anh nghĩ cũng dài rồi. Nếu như các bạn nào mà có những câu hỏi nào mà cá nhân hơn, cụ thể hơn hoặc muốn liên hệ với bọn mình thì có thể nhắn tin qua Facebook hoặc là qua cái group định cư kết hôn Bò Đăng Cara thì bọn mình sẽ cố gắng trả lời. Các bạn có thể gọi cho cái văn phòng, nếu mà ở Việt Nam thì gọi số 0901 409 856. Còn ở Toronto thì có thể gọi số 647 227 0866. Ở Alberta các bạn có thể gọi 780 499 5950. Yeah. Thì còn nếu mà không thì cứ vào Facebook và hỏi những cái bạn và hỏi cho tụi mình thì tụi mình sẽ cố gắng trả lời. Để chị níu kéo lại hiện lên này chút xíu là em về Việt Nam 1 tháng sau qua lại, khi nhập cảnh bị ảnh hưởng gì không, thời hạn quốc của mình vẫn còn. Nếu em may mắn, tại vì nếu là cái người chủ á, mà người ta thật sự người ta muốn chấm dứt á, và người ta có quyền người ta nói lên với, người ta báo lên với chính phủ á, thì có thể là cái tên của em hoặc là cái hồ sơ của em sẽ được flag ngay tại biên giới. Technically là em còn cái work permit, em còn visa, em vẫn được đi vào, vẫn lên máy bay được, nhưng mà khi mà tới bên đó người ta có quyền người ta hỏi em ở CBS tại biên giới, người ta có quyền tra khảo mình, tra khảo kia quá, nhưng mà người ta có quyền phỏng vấn mình ngay tại đó nếu người chủ đã report lên cho chính phủ. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay, thì hy vọng là tụi mình sẽ có thời gian để làm những buổi livestream sắp tới về những cái chủ đề mà các bạn quan tâm. Thì nếu các bạn muốn biết thêm những vấn đề nữa thì cứ comment tụi mình nói cho mình biết, các bạn muốn tụi mình nói vấn đề gì. Có lẽ là một vài tuần tới thì mình sẽ kiếm một chủ đề nó có lẽ nó hot hơn nữa, mình sẽ làm bảo lãnh vợ chồng cái gì đó trong nước và ngoài nước. Đó là một trong những chủ đề mà tụi mình chắc có lẽ sắp tới sẽ cố gắng thực hiện. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Cảm ơn các bạn dễ thương.